Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết bây giờ thì các bạn có đang xem phần livestream này không? À, chỉ sợ rằng là các bạn đi học vẫn chưa về. Nếu như mà các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Bởi vì ở trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn là một bài nghị luận xã hội, một đoạn văn nghị luận xã hội, được không ạ? Và chúng mình sẽ chỉ dùng khoảng thời gian là 15 phút thôi, ok không nào? Em ơi các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chúng mình sẽ có 15 phút để hoàn thành đề bài như sau ạ. Đề bài của chúng mình trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là Một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian. Anh chị có đồng ý với ý kiến trên không và hãy trình bày bằng một đoạn văn 200 chữ được không ạ? Như chị đã nói khoảng thời gian mà chị dùng ở trong buổi ngày hôm nay làm cùng với các bạn sẽ là 15 phút, ok không ạ? Em sẵn sàng chưa? Ok, xin chào Hương Trà, xin chào Vân Anh, xin chào các em. Chắc hẳn rằng là nghị luận xã hội là một trong những cái câu mà khiến cho các bạn cũng gọi là điêu đứng đây, đúng không? Chị nghi lắm. Đây là một trong số những cái câu mà khiến cho các bạn điêu đứng đây, chị ơi siêu dễ thương là cái gì đấy hả ok xin chào lụa hà xin chào em xin chào thanh linh xin chào như ý mới đi học về là vào liền <laughs> em đã đến chị <laughs> hello kiều diễm ok chị đến rồi đây à rồi các bạn ơi nào quay trở lại với chị được chưa xin chào hoàng thảo xin chào em đợi các bạn ấy thêm một phút nữa nhé xin chào vũ ngọc các bạn ơi ngày hôm nay ấy thì học văn chị hiên đang đang tổ chức gọi là chiến dịch free ship cho các bạn đấy thế nên là nếu như mà bạn nào mà đang muốn đặt sách của chị Hiên về để ôn thi hay là phục vụ các cái công việc trên lớp của các bạn được không ạ à, dựa vào đó để học văn tốt hơn thì các em có thể đặt sách nhá Bởi vì chúng mình sẽ có cái khoảng thời gian free ship là từ tối từ hôm từ bây giờ cho đến 8 giờ tối hôm nay thì sẽ kết thúc free ship được không ạ à, các bạn đấy đang học đi chị quyết tâm không đợi ai đúng không quyết tâm không đợi ai à à Rồi em đang em đang nấu cơm à nói chung là đang làm gì thì làm thấy chị hiên phát trực tiếp cái là phải vào ngay bay vào ngay đúng không rồi các bạn ơi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu luôn em đã thi giữa kỳ rồi à sách gì vậy chị tất cả các đầu sách trong ngày hôm nay thì đều được free ship nha các em tất cả các đầu sách trong ngày hôm nay thì đều được free ship cả Thế nên nếu như bạn nào mà muốn sở hữu sách của chị Hiên mà mong muốn là được free ship Thì ngày hôm nay chính là một cái cơ hội rất tốt cho các bạn đấy Các em đã vào hết chưa? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá Ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn cùng với chị Rồi, đề bài của chúng mình, như chị vừa nói với các bạn ạ Một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian Anh chị có đồng ý với ý kiến trên không? Và hãy trình bày bằng đoạn văn 200 chữ Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá rồi mở đoạn bắt đầu viết ạ à. phần mở đoạn của chúng mình như sau đương nhiên là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái cách mở đoạn nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ lựa chọn một cái cách mở đoạn như thế này ạ à. đó là thời gian như là gió thời gian như là gió mùa đi theo tháng năm mùa đi theo tháng năm tuổi theo mùa đi mãi tuổi theo mùa đi mãi các em thấy không ạ một trong những cái chú ý đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là À, một trong những cái chú ý đầu tiên mà các bạn có thể chú ý ở đây đó chính là Khi mà trích thơ ấy trong cái đoạn văn nghị luận xã hội thì thường chúng ta sẽ dùng cái dấu sẹt như vậy nhá Được không nào? Để cho chúng ta có một cái bố cục nhìn đoạn văn nó đẹp hơn Các bạn có thể để cái dấu sẹt như vậy sau mỗi cái câu thơ Được chưa nào? Đây là những cái câu thơ trong vần thơ của Xuân Quỳnh Tại sao chị lại lại lựa chọn những cái câu thơ rất là ngắn gọn này để đưa vào phần mở đoạn? Bởi vì chị thấy là nó cũng không tốn quá nhiều cái dung lượng mà chúng ta có một cái phần mở đoạn rất hiệu quả như sau ạ. Chấm. Thế nhưng Thế nhưng đôi lúc ta lại vô tình quên đi sự vận động không ngừng nghỉ ấy sự vận động không ngừng nghỉ ấy không ngừng nghỉ ấy để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa chấm và bạn biết không sau đó chúng ta sẽ trích cái câu này ra ok không ạ một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian À, vậy là khi mà chúng mình đưa ra như thế này rồi Thì đồng nghĩa với việc là chúng mình đã khẳng định Là tôi đồng ý với cái câu nói này Tôi đồng ý với cái quan điểm này Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu viết tiếp nhá rồi nào bây giờ trước tiên sau khi mà mở đoạn xong thì chúng ta sẽ làm cái ý đầu tiên của phần thân đoạn đó chính là chúng mình sẽ giải thích đúng không ạ thế thì ở trong cái câu này ấy các bạn lưu ý với chị là chúng ta sẽ phải giải thích cái gì à chúng mình sẽ giải thích đó chính là gì ạ à đó chính là tổn thất về thời gian là gì được không ạ Tổn thất về thời gian là gì? Tổn thất là gì và tổn thất về thời gian là gì? Nhưng mà chị thiết nghĩ rằng là ở trong cái đoạn văn nghị luận xã hội này ấy, thì chúng ta không nên quá dài dòng trong việc giải thích từ tổn thất sau đó mới đến tổn thất thời gian mà chúng ta sẽ đi vào giải thích luôn về tổn thất thời gian. Ok chưa ạ? Nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giải thích này. Nào chúng ta có tổn thất về thời gian chính là sự mất mát. Chính là sự mất mát. chính là sự mất mát. Ta nhận về khi không biết trân trọng. Khi không biết trân trọng. Từng thời khắc mà cuộc đời trao tặng. Từng thời khắc mà cuộc đời trao tặng. mà cuộc đời trao tặng. Được không ạ? À? Chấm. Để cho cuộc đời mình chỉ là những chuỗi ngày. Để cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình. Chỉ là những chuỗi ngày. Sống hoài, sống khủy, sống phí. Sống hoài sống phí. Đương nhiên là các bạn sẽ có rất là nhiều cách để giải thích theo ý hiểu của các bạn. Thế nhưng mà ở trong cái khuôn khổ bài ngày hôm nay thì thì chị trình bày với các bạn là như vậy. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích đúng không? Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Giải thích xong thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu phân tích được không ạ? À thế thì ở đây chúng ta sẽ có à chúng ta sẽ bắt đầu phân tích này. Sẽ có những cái ý như sau. Mất đi thời gian tại sao lại là một tổn thất to lớn? Trả lời các câu hỏi là tại sao ạ? À? Để chứng minh cho cái điều này, bởi vì ở trên tôi vừa nói đồng ý rồi mà. Phải không ạ? À? Ở trên tôi vừa nói đồng ý rồi mà. Chị thì chị nghĩ rằng là các em không nên bịa mà hãy đó là cái cách mà các em thể hiện cái quan điểm của các em là các em suy nghĩ như vậy. Như ở trên cái đề bài thì các bạn cũng đã thấy rằng là chúng ta có một cái phần là gì ạ? À? à hãy trình bày suy nghĩ của anh chị mà. Thế nên là cái đó là cái suy nghĩ của các em đương nhiên là cái suy nghĩ không được để cho bản thân mình đi chạch hướng đấy là lời khuyên của chị dành cho các bạn thì ở trong cái phần phân tích và bàn luận này chúng ta sẽ giải thích tại sao được không ạ à? tại sao mà tổn thất về thời gian lại là cái tổn thất gọi là không có thể bù đắp được ví dụ nhá chúng ta sẽ có thể làm cái phần đó như thế này mất đi thời gian quả thực là một tổn thất to lớn bởi thời gian vô cùng quan trọng Từng giây từng phút trôi qua là từng bước ta tìm kiếm cho mình một lẽ sống, một vị trí trong xã hội rộng lớn bao la. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được khoảng thời gian đó. Đã khi nào bạn nhìn lại về bản thân và nhận ra có những lúc mình đã phí hoài thời gian như nhân vật thỏ trong câu chuyện rùa và thỏ, hay thấy hổ thẹn trước những tấm gương sáng sống tận hiến từng phút giây? cái quý nhất của con người chính là sự sống đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận về những năm tháng đã sống hoài sống phí cho khỏi hổ thẹn dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta tất cả sức ta đã hiến dâng sự nghiệp cao đẹp trên đất trời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của loài người đây là ở đây chị đã mượn thêm một một vài cái câu dẫn ở trong cái tác phẩm thép đã tôi thấy đấy của Ostrovsky để đưa vào đây cho các bạn được không ạ chúng ta sẽ có thêm những cái lời dẫn rất là hay như vậy để khẳng định rằng là cái tổn thất về thời gian là cái tổn thất không bao giờ có thể thay thế được đúng không ạ sau đó chúng ta sẽ chứng minh ở đây chứng minh thì các bạn có thể đưa ra hai cái dẫn chứng ví dụ như là một cái sự phí hoài thời gian uh, của nhân vật thỏ đúng không ạ trong cái câu chuyện rùa và thỏ rất là chủ quan, rất là tự ti và cuối cùng đã đánh mất cái chiến thắng của chính mình, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể đưa đến cái gì nhỉ? À, đưa đến hình ảnh của những cái con người sống tận hiến và cực kỳ yêu quý cái thời gian của mình. Được không ạ? À? Sống tận hiến và cực kỳ yêu quý cái khoảng thời gian của mình. Được không nào? Ví dụ như là cô bé Hải An đúng không ạ à? cô bé hải an là một cô bé bên cạnh có một cái tấm lòng nhân hậu thì đây còn là một cái cô bé cực kỳ lạc quan trân trọng từng ngày mặc dù biết rằng mình đã mắc cái căn bệnh hiểm nghèo nhưng mà vẫn luôn luôn lạc quan và luôn luôn hết sức trân trọng cái cuộc sống của mình phải ông ạ à? từng ngày trôi qua đều muốn mang tới niềm vui cho bố mẹ cho những người xung quanh của mình thế nhưng mà chúng ta có thể lật ngược vấn đề rằng là gì ạ à? đừng chỉ đợi đến khi mà bản thân mình biết được rằng là cái quỹ thời gian của mình là hữu hạn ngay trước mắt thì mới sống tận hiến mà bản thân chúng ta mỗi người trẻ cần phải tự trau dồi cho mình và phải tự xác định cho mình một cái tinh thần đó là mỗi ngày hôm nay trôi qua đều là một ngày mà chúng ta phải sống như một ngày cuối cùng được không ạ? À? Sau đó thì chúng ta bắt đầu kết bài lại, được chưa? Mỗi phút giây trong cuộc sống đều chứa đựng một cơ hội, mỗi khoảnh khắc của niềm vui nỗi buồn đều giúp ta trưởng thành và tự tin hơn trên bước đường phía trước. Những sĩ tử bước vào kỳ thi đại học, nếu không gắng sức rèn luyện, để cho thời gian ngồi trên ghế nhà trường trôi đi hoang phí thì chắc chắn sẽ nhận về kết quả không mong muốn, nhận về những thất vọng và tiếc nuối. Đánh mất thời gian là đánh mất những điều giá trị mà ta không thể quay ngược bánh xe thời gian để tìm kiếm lại. Nuối tiếc thời gian là sự nuối tiếc dai dứt nhất. Bởi vậy, hãy để mỗi phút giây trôi qua đều mang ý nghĩa, hãy hiện thực hóa sự trân quý thời gian của bạn trong từng hành động ngày hôm nay để rồi sau cùng trong mỗi chúng ta sẽ không phải ai thốt lên hai từ giá như. Được không ạ? Để trong mỗi chúng ta sẽ không ai phải thốt lên hai chữ giá như. Ok chưa nào? Các bạn ơi thì đây là một trong số những cái đề, sau khi chứng minh xong các bạn sẽ liên hệ bản thân như chị vừa hướng dẫn nhé. Và liên hệ xong thì các bạn sẽ kết đoạn được không nào? Và kết đoạn ở đây thì chị đã đặt ra một cái vấn đề mở cho tất cả mọi người, đó là hãy sống tận hiến đi, hãy sống bằng tất cả những cái niềm đam mê của mình đi để không phải nói ra hai cái tiếng giá như trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, được không ạ? À? Cái phần vừa rồi chị hướng dẫn cho các bạn được trích từ cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này. À và ở trong này thì có tận 60 đề đã được trình bày sẵn và 50 đề có đáp án ở trên web, tổng cộng là 110 đề. Chị hy vọng là ngày hôm nay khi mà học văn chị Hiên đang tổ chức free ship thì các bạn sẽ nhanh chóng dinh về cho mình cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội rất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu này nhưng mà chị tin là sẽ mang tới cho các bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị khi mà các bạn đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu về nghị luận xã hội đấy. Được không ạ? Các bạn ơi, Ngày hôm nay chị giảng về cái đề một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian. Các em có hiểu không? Các bạn có hiểu không ạ? Ngày hôm nay khi mà chị uh, giảng cho các bạn về phần này các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn, sẽ... các bạn có hiểu không? Các em có hiểu bài không ạ? À cuốn này có giá 149 000 em nhé. Trong buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ tiết kiệm được 30k free 30k ship đấy. Bởi vì là chúng mình sẽ được free ship ở trong ngày hôm nay mà chỉ đến 8 giờ thôi, 8 giờ tối ngày hôm nay thôi coi như là flash sale của học văn chị yên <laughs> đúng không rồi ok buổi tới chúng mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong một cái đề nghị luận xã hội hay ho hơn nữa nhá Và chị mong rằng chúng ta sẽ ngày càng tăng tốc viết cái đoạn văn nghị luận xã hội này Và đưa ra những cái phần dẫn chứng, những cái phần làm bài nó khoa học, nó logic Để đạt cái số điểm cao nhất trong cái quá trình mà các em học nha Được không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều Và cái điều cuối cùng mà chị muốn nhắn gửi đối với các bạn Đây ạ, à, đó chính là ở trong phần cuối của cái cuốn sách này Chưa có ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả Chính vì vậy mà hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều các em nhé nếu như muốn mua thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên nha rồi cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo bye bye